Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như các bạn nhìn thấy cái rau xung quanh mình rất là lạ, lý do hiện tại Nguyễn đang ở Đà Lạt và mục đích của cái chuyến đi lần này Nguyễn lên để mà nghỉ dưỡng là một. Với lại do lúc ở Sài Gòn không khí nó bị ô nhiễm á, cho nên là cái bệnh xoan của mình nó càng ngày càng nặng và mình ngủ không được, cho nên là quyết định chuyển lên đây. Và mình đem hết tất cả những cái máy móc đồ đạt thu lên để vừa làm việc cái công việc chính của mình nè. À. Thứ hai nữa là cũng để thu video để gửi đến cho mọi người được, cho nên là mọi người yên tâm và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một câu chuyện rất là dài của em vương quyền và nếu các bạn nào theo dõi kênh của nguyễn ý chắc là các bạn không lạ vương quyền đâu ha tuy nhiên trong tập lần này thì quyền không kể những cái trải nghiệm cá nhân của quyền nữa mà nó những cái câu chuyện lần này là quyền được nghe người chú của mình kể lại và có thể là nguyễn sẽ phải chia ra làm hai tập tuy nhiên đầu mỗi tập thì nguyễn sẽ tóm tắt cho mọi người dễ hình dung để các bạn không phải mất thời gian nghe lại cái tập trước ha và trước khi bắt đầu video này như thường lệ nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên trong tập 183 đó chính là trung kim Nè và thông thông và ngoài ra còn một em tên là lê đức em muốn Nguyễn đọc tên của em và cái comment của em được rất là nhiều like cho nên là Nguyễn quyết định là sẽ đọc tên em luôn ha. Cảm ơn Lê Đức rất, rất nhiều. Cảm ơn ba bạn và cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã comment, đã like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog hai năm một hai a gmail com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân. Đường link uh, của tất cả những cái email page và facebook cá nhân của Nguyễn kênh hồ sơ X group căn nhà hoang số 13 đường lên tiktok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn tất cả đều có trong phòng mô tả cũng như là được Nguyễn ghi bên dưới phần comment cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay Trước khi mà đi vào chi tiết thì Nguyễn sẽ kể sơ qua về chú của Vương Quyền cho mọi người dễ nắm bắt ha. Chú của em tên là Sĩ và sinh năm 1949. Nếu đúng lý ra về tuổi đó thì mình phải gọi bằng ông. Nhưng mà do là mình chơi với lại quyền và đây là chú của quyền cho nên thôi mình sẽ gọi theo vai của quyền luôn ha. Thì mình sẽ gọi là chú Sĩ. Và từ nhỏ chú Sĩ sống ở khu vực ở tỉnh An Xuyên ở Cà Mau. Và tỉnh An Xuyên lúc đó, đó cái thời điểm đó thì được chia ra làm bốn xã. Tân Xuyên, là Tân Lộc, Hòa Thành và Định Thành. Gia đình của chú sĩ lúc đó mới chuyển sống ở cái xã Hòa Thành được một thời gian do là cái chính sách kinh tế mới của chính quyền khuyến khích người dân đi khẩn khoang mở rộng mà canh tác đất đai đó. Cái xã Hòa Thành lúc đó được xem là xã có dân cư thưa thớt nhất trong số 4 xã ở An Xuyên. Và tuy nói là thưa thớt thôi, nhưng mà mỗi khi trong xã có chuyện gì thì các bạn cũng biết, ở những cái làng quê á, mỗi lần có chuyện gì thì là hàng xóm láng giềng ta đùm bọc nhau dữ lắm. Tuy nhiên, thời điểm đó, người ít đất thì rộng, nhà thì cách nhau một cái khoảng vườn cực kỳ là lớn luôn, cho nên cái chuyện ma quỷ mọi người gặp gần như là thường xuyên lắm. Có nhiều người bị hù dọa tới mức lâu dần thành quen, không có còn sợ hãi nhiều nữa, tuy nhiên gia đình của chú sĩ này nè, mỗi khi mà đi sớm về khuya ra đồng hoặc là đi trở có việc trở về nhà đó, thì lúc nào cũng thủ thêm một cái nhành dâu hoặc là một cái tép tỏi, thậm chí là đem theo nước tiểu của những cái đứa trẻ sơ sinh nữa. Tại vì như các bạn cũng biết Ông bà ngày xưa của mình quan niệm là nước tiểu của đồng tử thì có thể xua đuổi được ma quái. Và bây giờ đi vào cái sự kiện câu chuyện đầu tiên tên là người đàn bà ăn xin. Năm đó là khoảng năm 1965 khi mà chú sĩ này được 16 tuổi ha. Lúc mà cái thời điểm thanh niên đó chú bắt đầu tò mò về những cái chuyện tâm linh và trong một cái lần nọ khi mà chú cởi quần áo chuẩn bị đi tắm á chú mới để ý là trên cái cổ của chú có đeo một cái lá bùa được gói ghém rất là cẩn thận luôn và lá bùa này chú đeo từ rất là lâu rồi Hồi nhỏ thì chú không để ý đâu Nhưng đúng cái thời điểm đó thì chú thắc mắc lắm Không biết làm sao tự nhiên mình phải đeo cái này mà mẹ của chú dặn nha Là phải đeo không có được tháo ra Chỉ khi mà đi tắm hoặc đi vệ sinh bước vào những cái chỗ gọi là nó nhạy cảm đó Thì mình phải cởi nó ra ngoài thôi Vì lý do là một là nó phạm kỵ Hai là sợ nó bị ướt Và khi mà tắm xong xuôi rồi Chú đeo ngược trở lại lá bùa vào trong người và đi ra ngoài hỏi mẹ của mình á Chú kêu là mẹ ơi cái lá bùa này là cái gì vậy mà sao mẹ cứ bắt con đeo suốt dậy mà không có cho con cởi ra thì mẹ của chú lúc đó nghe xong mặt cũng đâm chiêu lắm đứng dậy quay qua nhìn chú rồi nghiêm túc nói nha mà cái mặt của bà cực kỳ nghiêm túc luôn bà kêu á là tao biết thế nào á mày cũng hỏi tao về cái lá bùa này à nhưng mà hồi mày còn nhỏ đó thì tao chưa có muốn nói thôi thì giờ bay cũng lớn rồi để tao kể cho bay nghe cái chuyện này hồi khi mà chú sĩ này còn nhỏ các bạn có một cái lần á năm đó chú mới được một tuổi thôi do là mẹ của chú thường xuyên có thói quen là đặt chú lên trên võng nằm để đung đưa rồi mới làm việc nhà và lần nào cũng như vậy hết quét dọn được đâu chừng khoảng hơn 5 phút là lại quay trở lại cái võng để mà đưa cái chú sĩ này chú ngủ nè vui trẻ con mà các bạn và sở dĩ mẹ phải làm như vậy là do khi đó ba của chú là đi làm ăn xa một tháng chỉ về nhà thăm gia đình được có 3 ngày xong rồi phải rời đi tiếp và trước khi mà đi ba chỉ có gửi thêm chút tiền để mà lo cuộc sống và tưởng như mọi thứ nó vẫn rất là yên bình trôi qua như vậy cho đến một cái ngày nọ như bình thường mẹ của chú sĩ này vẫn đặt dấu lên trên võng đồng đưa mấy cái rồi tiếp tục đi ra ngoài để mà cầm chổi quét nhà và khi mà đang quét thì vô tình nhìn ra phía ngoài sân cô thấy có một cái người đàn bà ăn mặc rất là kỳ dị luôn nó rách rưới mà cái đầu đội một cái khăn cực kỳ to nó phủ phủ xuống làm cho cô không có nhìn được rõ mặt và cái lưng rất là còm luôn hai tay nhăn nhúm như này các bạn đặt lên trên cái hàng rào á nhìn vào trong nhà và cái đầu của bà ta không có ngừng lắc lư qua lại và lúc này nè mẹ của chú sĩ thấy như vậy thì bà tò mò lắm bà mới đi ra ngoài sân hỏi cái người phụ nữ kia là ai có cần giúp gì không kiểu dạng nghĩ người ta lạc đường hay sao đó mới kêu là ủa cô ơi cô có cần tôi giúp gì không hay là là cô bị lạc đường hay là sao nhưng mà rất là kỳ lạ nha khi mà nghe mẹ của chú sĩ hỏi như vậy thì cái người đàn bà đó bật cười lên cái tiếng cười khanh khách khanh khách khằng khặc khằng khặc mà cái tiếng của nó giống như là vọng từ âm ti vậy đó các bạn và một cái điều nữa làm cho Bà rất là thắc mắc mẹ của chú sĩ đó Là tại sao bà không thể nhìn rõ được mặt của cái bà giải Dù khoảng cách của hai người chỉ độ tầm 5-10 thước mà thôi Và khi mà bà ta cười xong á Thì bất giác bà ta mới cất lời bà ta kêu á Là nè con Con có thấy cháu của ta ở đâu không? Từ sáng tới giờ á Ta đi tìm nó hoài mà không có thấy nó nghe dứt cái câu đó lập tức mẹ của chú sĩ hả nổi da gà kiểu nó buốt từ đầu cho tới cái bàn chân luôn á nó lạnh ngang xương và các bạn mặc dù á là lúc đó mới có gần tầm giữa trưa thôi nhưng đứng một hồi á bà cũng bình tĩnh để trả lời lại cái bà già kia là dạ thưa bà con không có thấy bà thử đi qua xã bên cạnh tìm coi có gặp được cháu bà hay không thì cái người đàn bà đó vừa đứng lắc lư cái đầu lắc lắc qua lắc lắc lại nhìn nó rất là kỳ dị luôn và bất chợt á, bà ta nói một tiếng là cảm ơn rồi chậm chậm quay lưng đi thẳng ra về phía trên cái con đường mòn các bạn và khi theo cái ánh mắt của mẹ của chú sĩ nhìn theo bà ta đó thì thấy bà ta trẻ vào trong một cái lùm cây sau đó là biến mất lúc này cảm thấy ngộ lắm cái người đàn bà này đâu ra nhưng lúc đó mẹ chú sĩ vẫn chưa biết là mai lại là gì đâu thì cứ đứng đó tẩn tò tèn hồi thì bà mới nhớ ra Ôi chết rồi con mình đang nằm trong Cho nên là mới chạy vào để mà đưa chú sĩ tiếp Và ngay khi vừa mới bước vào trong nhà luôn nha các bạn Cái cảnh tượng đầu tiên làm cho mẹ của chú sĩ hả Thất kinh hồn vía Đến mức mà bà hét toán lên khi mà bà trông thấy cái người đàn bà cái bà già ban nãy á đang ngồi kế bên cái võng lấy cái tay á trội toàn là da nhăn nheo mà đưa cái võng cho chú sĩ nằm ngủ mà cái gương mặt của bà ta hả nó ghê lắm cả hai con mắt nó trắng giả trợ ngược lên và khi ngay cái lúc bà mẹ chú sĩ đi vào bên trong bà ta mới quay đầu lại ha cười lên một tiếng khanh khách và bà mới nói là tao đã tìm được cháu của tao rồi nè rồi tao sẽ dắt nó đi theo tao." Và dứt lời, lập tức là bà già đã tan biến trước mặt của mẹ chú sĩ luôn. Mặc dù rất là sợ, nhưng mà tính cách của bà đó cũng 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 cố gắng là kiên cường do là một mình nuôi con mà cho nên ngay khi thấy cái hồn ma biết là mình gặp cái gì rồi lập tức chạy lại bế chú sĩ chạy ra khỏi nhà và qua gia đình của vợ chồng một bà hàng xóm á tên là bà thơm để mà nhờ giúp đỡ thì bà thơm này dạng cũng là cao niên ở trong làng á về vai vế thì cách cũng khoảng hai thế hệ so với mẹ của chú sĩ ha thì khi mà mới vừa mang qua thấy tự nhiên nhỏ này cái nó chạy dữ quá đi cho nên là bà thơm á mới kêu á nè có chuyện gì vậy thì mẹ chú sĩ mới kể lại toàn bộ câu chuyện đó rồi lập tức bà thơm mặt bà biến sắc bà nói liền luôn nè bây ngồi đây đi đợi tao ra tập thấp nhang cho bàn thờ cũ nguyện và sau khi mà thấp nhang xong á bà thơm có lấy một cái lá bùa trên bàn thờ xuống đưa cho mẹ của chú sĩ và bà nói là bay cầm cái lá bùa này đi bay đeo lên trên cổ của nó rồi không có sao đâu mẹ có chú nhận cái lá bùa ha lập tức đeo lên trên cổ con trai và mới lo lắng mới hỏi đó, ồ là gì thơm ơi, đây là cái bùa gì vậy gì, liệu là nó có hiệu nghiệm hay không? con thấy sợ quá, à? lỡ mà cái bà già kia bảo quay lại thì biết làm sao? thì bà thơm này vốn dĩ cũng là một cái người gọi là cũng biết chút chút về tâm linh này kia đó, cho nên là bà cũng trấn an bà kêu là thôi, bà yên tâm đi, tao nói không có sao, là không có sao cái ngày nào cái lá bùa này nó còn trong người của con bay á thì nó an toàn thôi và tao nghĩ cái người đó nếu mà nó thấy á thì nó không làm gì được con bay đâu mấy lần thì nó cũng tự khắc nó bỏ đi à mà nói để cho bay yên tâm á bay cho nó đeo luôn đi đừng có tháo ra nó lớn á thì bay cứ nói dài cái dây ra còn cái mặt bùa cứ để cho nó đeo và khi mà ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại rồi Thì mẹ của chú sĩ mới hỏi là cái người đàn bà kia là ai Tại sao á, là lại xuất hiện ở cái chỗ này Thì bà Thơm mới giải thích đó Là cái người đàn bà đó đó nha Ngày xưa xuất hiện ở trong cái vùng này Do là bà ta là một cái người ăn xin từ cái chỗ khác đi tới Và lúc mọi người gặp á, là bà đi cùng với cháu bà dạng như là tha phương cầu thực vậy đó các bạn và xui xẻo cái là tới đúng cái làng của chú sĩ với lại mẹ của chú đó thì kiệt sức đói quá mà cho nên là chết ngay tại chỗ luôn và câu chuyện này xảy ra cũng rất là lâu rồi lúc mà bà thơm còn nhỏ lần kia, bà thơm cũng được nghe là tía máu của bà kể lại và cái lúc hai bà cháu chết thì dân làng khi đó vẫn còn nghèo khó lắm nhưng cũng thương tình kiểu cảm giác tội nghiệp mà cho nên là đưa hai bà cháu đi chôn cất ở ngay chỗ cái nghĩa địa ở cuối xã nhưng mà không hiểu sao có một hôm cái mộ đất của người cháu gái đó các bạn bị đào xới lên đem đi đâu mất rồi từ đó thỉnh thoảng nha Người ta hay thấy là người bà đi lang thang ở khắp xã để mà tìm cái đứa cháu của mình Và ban đầu á chỉ thấy bà ta xuất hiện vào cái buổi tối thôi Nhưng rồi dần dài dần dài giống như là cái chấp niệm nó còn lớn quá Càng ngày nó càng tăng lên cho nên người ta thấy vào ban ngày Và nhiều nhất là vào cái buổi trưa Và mỗi lần đi ngang cái nhà nào có con nít Thì bà ta hay lưng la dòm ngó hỏi han Chủ yếu làm cho người trong gia đình mất cảnh giác Để bà ta lén vào trong bắt hồn của đứa nhỏ đi và làm cho cả sớm ai ai cũng sợ hết. Và do là mẹ của chú sĩ mới chuyển tới đây cho nên là mẹ của chú không biết cũng là cái chuyện đương nhiên thôi. Và khi mà biết rõ ràng được ngọn ngành của câu chuyện như thế nào thì mẹ của chú sĩ cũng nhờ bà Thơm á, chỉ giúp đường tới cái ngôi mộ của cái người đàn bà và lúc đó thì mẹ cũng có chuẩn bị một cái mâm cơm nhang đèn với lại giấy tiền nhàng vàng mã đó Kiểu sơ sơ để cúng Dạng là cũng cầu khẩn là thôi đừng có quấy rầy gia đình mình nữa. Và kể từ cái lần đó ha Mỗi lần mà mẹ của chú làm việc nhà đó Cũng đều chịu khó là giống như là đeo một cái điệu á Cho chú ở trước ngực chứ không có dám là để trên cái võng nữa các bạn Tuy nhiên từ cái thời điểm đó cho đến khi mà chú lớn á, thì cũng không còn nhìn thấy cái người đàn bà đó thêm một lần nào nữa. Có thể là bà ta chấp nhận cái mâm cúng cầu sinh của mẹ chú sĩ mà bỏ qua cho gia đình của chú. Hoặc có thể một cái trường hợp xui hơn là bà ta đã tìm được một gia đình khác để bắt hồn đứa bé đi cũng không chừng. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Qua đến câu chuyện thứ hai. Tên là quỷ ráp sát thời điểm ở những cái tỉnh miền Tây Nam Bộ ngày xưa từng là nơi diễn ra rất là nhiều những cái cuộc thảm sát của thực dân Pháp đối với lại người dân á. Cho nên là nhiều thi thể những cái người mà bị sát hại đa phần là mất đầu nè, mất tay, mất chân hoặc thậm chí là thân thể không có còn nguyên vẹn. Cho nên người ta nghe về câu chuyện quỷ ráp sát á, nó rất là bình thường. Và cái thời điểm mà chú được nghe, chính tay chú nghe mà nó xảy ra rất là gần với chú á, là vào năm chú 18 tuổi. Thường thì mỗi cái buổi chiều Thanh niên ở trong xã hay tụ tập ra cái khoảng sân để cùng nhau đá banh Mà có một cái điều là các gia đình luôn căn dặn con em của mình đó, Là có chơi ở đâu, có đi đâu, có làm cái gì Nhưng tuyệt đối là không được bén mạng đến cái gốc cây gòn nằm cách sân banh của xã Hơn khoảng độ 100 cái bước chân Nhưng, và rồi có một cái hôm nọ Chú sĩ này cùng với năm người bạn của mình đi ra cái sân banh ha chia làm hai phe để đá với nhau và chú có một cái người bạn tên là chú quẹo không biết là chú quẹo nó đá cái kiểu gì á mà cái trái banh nó bay xa vào tận trong cái gốc cây gòn và cuối cùng là nó nằm yên ở tại chỗ đó khi này nè sáu người nhìn nhau tính đi vô lấy á, nhưng khựng lại nhớ tới lời gia đình của mình căn dặn á mọi người phân vân chần chừ lắm đi vô thì sợ nhưng mà không vô thì không có banh để chơi và sau cùng thì cái chú quẹo đó chú định chạy tới để mà chú nhặt thì có một chú khác tên là tài lên tiếng can ngăn lại nha các bạn chú tài chú kêu là ê quẹo bọn mày quên người trong xóm mình kêu là đừng qua cây gòn đó hả tao nghe má tao nói là cây gòn nó có quỷ á mày lạng quạng mày tới coi chừng bị nhát nữa chứ con thì cái chú quẹo này nè chú là một cái người rất là gan luôn thì chú mới bực là chú nói là cái gì má mày nói với mày vậy hả Vậy thì càng tốt Tao cũng muốn coi là cái mặt mũi con quỷ đó ra làm sao Tao nghe nhiều người trong xóm kể lắm rồi Mà tao đâu có tin Nè, giờ rồi sao tụi bay tính đi Thằng nào không sợ thì đi theo tao lấy trái banh rồi về đá tiếp Còn thằng nào nhát quá Thì tụi bay đi về bú vú mẹ tụi bay đi thì cả năm người còn lại nghe chú quẹo nói như vậy vừa thách thức vừa khinh thường á thì mặt người nào người nấy kiểu cũng rất là kiểu thanh niên mà các bạn cũng tức nhưng mà mọi người cũng sợ nữa và cuối cùng chỉ có một mình chú sĩ này nha là đi theo cái chú quẹo đi vào trong cái chỗ cây gòn đó mà thôi và khi mà đi vào chỉ cách cây gòn độ khoảng tầm 10 cái bước chân nữa đó cái trái banh nó vẫn nằm yên dưới gốc cây nha thì chú sĩ nhìn rất là rõ cái cây đó nó rất là to luôn các bạn ở trên nó nhiều cái cục gòn chi chít chi chít chi chít lắm mà cái tán lá nó rộng cực kỳ nó che phủ hết cả một cái khoảng không chưa kể bên dưới là bụi lùm nó mọc rất là cao luôn và lúc này bắt đầu là chú hơi sợ sợ hơi ấn ớn rồi chú mới đi sau lưng của cái chú quẹo đó đi càng ngày càng ngày càng tới gần đó nha thì tự nhiên nghe thấy có một cái tiếng bịch Ngay lúc đó là chú quẹo vừa cúi xuống Chú nhặt cái trái banh lên á, Thì nghe tiếp một cái tiếng bịch nữa Chú sĩ á, chú mới run run ra Chú mới khều khều, chú kêu á Ê, mày, mày có nghe tiếng gì không quẹo Thì lúc đó chú quẹo chú cũng quay qua chú hỏi á, Ừ, có, có, mày nghe cái tiếng nó hả sĩ Tao vừa mới nghe có cái tiếng bịch lớn lắm nè Mày nhìn xung quanh mấy cái bụi rậm coi Coi có thằng nào á, nó nấp ở trong bụi rậm Nó ném đất, ném đá, nó chọi mình không thì nghe chú gẹo nói như vậy Chú sĩ theo cái phản xạ cũng quay qua nhìn xung quanh Nhưng mà bốn bề nó yên tĩnh một cách lạ thường luôn các bạn Không có bất kỳ một cái cơn gió nào Mấy cái ngọn cỏ ngay trong mấy cái bụi lùm Nó không di chuyển qua lại luôn Và tiếp theo đó nghe thêm một cái âm thanh một cái bịch Rất là lớn nữa Lúc này thôi khỏi phải nói rồi Chú sĩ cực kỳ sợ luôn Cho nên chỉ cần chú nghĩ trong đầu á Chỉ cần có một cái gì nữa Là chú lập tức chú chạy ra khỏi đây liền Nhưng chú quẹo thì không ha chú chửi dữ lắm chú kêu là mẹ mày cái thằng nào chơi ném đất đó mày ngon thì mày bước ra đây coi tao không có sợ đâu nha và vừa trước lời nữa thêm một tiếng bịch nữa các bạn và lúc này chú sĩ chú quay ra sau đó miệng của chú liên tục gọi cái người bạn của mình là thôi đi đi mẹ ơi kệ mẹ nó đi nhưng mà chú quẹo vẫn đứng lì đòn ở trong đó miệng liên tục là chửi bới quá trời chửi luôn và bất ngờ khi mà chú đang chửi đó Vô tình chú đưa cái chân đá mạnh vào góc cây gòn Thì trên cây á, những cái cục gòn nó thi nha Nó rớt xuống dưới đất các bạn Chú quẹo nha Chú nhảy người ra sao để chú né Còn chú sĩ á, khỏi phải nói ra Khi mà chú vừa thấy mấy cục gòn rơi xuống đất Lập tức hoảng hốt không có kìm nén được Quay đầu á, bỏ chạy thẳng ra bên ngoài luôn Riêng chú quẹo vẫn đứng đó Bình tĩnh đứng đó nha các bạn Và chỉ trong cái thoáng chốc thôi Chú nhìn xuống mấy cái cục gọt Chú thấy có một cái cục nó đen Nó đen thui tụi lùi à. Cho nên á, là chú mới bước lại gần để mà chú coi Và ngay khi chỉ còn cách độ khoảng hai cái gan tay thôi á, Thì chú quẹo giật mình khi chú phát hiện Cái cục đen thui mà chú thấy trước mặt Nó chính là một cái đầu người luôn Nhưng chưa kịp làm gì hết Thì cái đầu á Nó đang úp mặt xuống đất như vậy nè lập tức nó ngẩng lên nhà sau đó nhìn thẳng về phía của chú quẹo đôi mắt nó trắng giả cái miệng nhe ra bên trong toàn là răng nanh không các bạn tiếp theo nó nở một cái nụ cười nó cười canh cách canh cách canh cách và tất cả những cái cục gòn ban nãy rớt xuống nó không phải là cái trái gòn bình thường đâu mà nó chính là những cái bộ phận trên người của cái con quỷ đó lập tức chính mắt chú quẹo này chú thấy nè những cái bộ phận đó đang nằm riêng nhau bây giờ nó ráp lại thành một cái nhân dạng chú kể lại nha cái con quỷ này nè cái đôi mắt của nó như vậy miệng toàn răng nanh và nó chỉ có một cái chân mà thôi nó đứng thẳng dưới gốc cây gòn nhìn về phía của chú sau đó nó bắt đầu nó nhảy các bạn nó nhảy lò cò lò cò lò cò lò cò thẳng về chỗ của chú đứng và lúc đó chú sợ tới mức là chú đái trong quần luôn nhưng may mắn là ông bà phù hộ nha. Chú dùng hết sức bình sinh, giục cái trái banh về phía con quỷ đó, sau cùng là cắm đầu chạy thẳng ra bên ngoài. Vừa chạy á mà chú vừa la hét chú kêu á là có quỷ, có quỷ, có quỷ, có quỷ, có quỷ kìa. Thì những cái người dân ở xung quanh đó các bạn, nghe động như vậy á Lúc đầu mà nghe cái âm thanh la, la 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 thôi Không có rõ là nó la cái gì Thì tưởng đâu chắc là bị ăn cướp Ăn trộm hoặc là bị thú dữ tấn công Hay sao đó Cho nên là đàn ông đàn bà dũng cầm gậy gọc chạy ra ngoài Chỗ cái sân đá banh Và khi mà chú chạy gần tới chỗ của năm người bạn mình đang đứng rồi Thì chú mới hét rất là lớn lên Là có quỷ Có con quỷ một giò dưới cây gòn kìa Vừa dứt lời Là chú ngất xỉu luôn năm người bạn của chú thấy như vậy thì sợ quá quay đầu bỏ chạy đến một hồi có một cái chú kia có một cái ông kia tên là ông sáu ri ha ông sáu ri ông chạy ra tới cái sơn rồi thấy chú quẹo chú nằm đó cho nên là mới đưa chú quẹo về nhà và khi mà chú quẹo chú tỉnh lại rồi ở các bạn mọi người hỏi là có cái chuyện gì có cái chuyện gì nhưng mà chú quẹo chú không có kể ra hỏi nãy mới biết là chú quẹo đi chơi cùng với là chú sĩ cùng với là bốn người nữa thì mới kêu hết qua bên nhà và hỏi là nè thằng sĩ thằng dế thằng ngoan Hồi nãy tụi bay làm cái gì mà tụi bay la hét dữ vậy mà thằng quẹo nó làm cái gì mà nó ngất xỉu tụi bay kể tao nghe coi. Thì cả bốn người kia đâu biết đâu, do đứng bên ngoài mà. Nhưng mà chú sĩ này chú tường thuộc lại toàn bộ câu chuyện luôn. Thì khi này người lớn ở trong nhà, những cái người ở trong đó tức lắm luôn các bạn mới chửi là mẹ tụi bay. Tụi tao đã dặn rồi, người lớn đã dặn rồi là đừng có bao giờ đi tới cây gòn. Cái trái banh nó rớt trong đó thì thôi bỏ đi, tụi bay có biết á, thằng quẹo xém tí nữa là nó bị cái con quỷ trên cây gòn nó bắt hồn rồi không? Tổ cha tụi bay, người lớn dặn á, mà không có chịu nghe. Đến khi gặp chuyện rồi tía má tụi bay biết phải làm sao hả? Bị chửi rất là xói xả luôn các bạn. Nhưng mà năm chú này đâu có dám phản ứng gì đâu. cúi đầu á, cắm mặt để cho nghe chửi vậy thôi. Và một hồi sau á, bốn cái chú kia thì được cho về nhà trước. Nhưng riêng chú sĩ này thì ở lại. Ông Sáu Ria đó, ổng đưa mấy cái nước lá bưởi về kêu chú sĩ là pha tắm đi để coi như là tẩy uế mặc dù là chú không có trực tiếp gặp như là chú quẹo ha. Và đến cái ngày hôm sau, khi mà chú quẹo chú tỉnh lại đó nhưng mà mặt chú vẫn còn ngơ ngác lắm, chắc có thể là do chú quá là hoảng sợ cho nên là tinh thần chưa có ổn định phải tầm đến độ mấy ngày sau á gia đình của chú mới đến gặp ông sáu ria và kể lại toàn bộ cái câu chuyện và khi này ông sáu mới kêu là bây giờ lên trên đình đi gặp cái ông tên là ông ngọ ông ngọ này là một cái người giữ đình thì ông sẽ cúng kiến giùm cho các kiểu giống như là cho đọc mấy cái bài kinh bài chú hay làm gì đó thì chú sĩ chú không có kể rõ ha và đọc được đâu khoảng tầm một tuần rồi á thì chú vẹo chú mới tỉnh táo hẳn lại và chú kể chi tiết toàn bộ câu chuyện chú gặp cái con quỷ một giò bên dưới cây gòn như thế nào và khi mà biết được chi tiết câu chuyện thì ba của chú quẹo tức lắm tính cầm cây để mà đánh chú nữa nhưng nghĩ lại con trai mình vừa mới bình phục nên thôi ông cũng ráng nhịn cho qua và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy tất cả mọi người không còn ai dám bén mảng tới cái cây gòn đó nữa cho đến 3 năm sau trong một cái đêm mưa gió rất là to cây gòn cổ thụ bị một cái tia sét đánh trúng làm cháy đen bực luôn cả gốc cây lên. Và kể từ sau khi cái vụ việc đó thì không còn bất kỳ một người nào trong xã nhìn thấy con quỷ một giò bên dưới cây gòn cổ thụ nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba, tên là Ma Gia Bắc Hồn. Để mà hiểu rõ ràng ngọn ngành câu chuyện này phải kể vào cái khoảng thời gian sau năm 1975 độ mấy tháng thì chính quyền phân nhiệm vụ cho các ban lãnh đạo cấp tỉnh trở về cái vùng của mình để mà tiếp quản cũng như là giữ trật tự trị an và trấn an tinh thần cho người dân. Nhưng mà theo sau những cái người lãnh đạo này còn có những cái phần tử xấu á các bạn. Họ trà trộn vào với khẩu hiệu á, là thanh niên 30 tháng 4. Và đa phần những cái người đó trước đây đều là những cái người hoặc là tình nguyện hoặc là vì cái quyền lợi cá nhân mà gia nhập với nhiệm vụ là theo sau hỗ trợ các ban lãnh đạo giữ gìn trật tự trị an nhưng mà họ cực kỳ lạm quyền và vô tình hoặc có những người cố ý gây ra những cái cuộc đổ máu không đáng có chú sĩ kêu á là những cái người thanh niên 30 tháng 4 này chú nhớ là đầu đội cái mũ cối vai vác thêm một cái khẩu súng lùa những cái người nào mà mặc quần ống loe hoặc là áo sơ mi mà màu lè loẹt vào giữa cái khu đất gần cái bờ hồ để mà tra khảo và tất cả những cái người bị bắt này đều bị quy chụp là tội theo lối sống của tư bản cho nên dù họ có lý luận biện luận như thế nào thì cũng bị những cái người thanh niên 30 tháng 4 này đánh đập cắt xé những cái bộ quần áo trên người đầu tiên thì mình sẽ không bàn về chính trị gì ha khi mà chú sĩ kể lại cho vương quyền như thế nào thì mình sẽ kể lại cho các bạn nghe y chang như vậy và những cái vụ việc đó nó tạo ra nhiều cái cuộc đẫm máu lắm các bạn có những người á người ta không chống trả thì thôi nhưng có những người chống trả lại thì sẽ bị những cái đám thanh niên này nè dùng súng bắn chết ngay tại chỗ và xác của những cái người này thay vì đưa về cho gia đình làm lễ an táng thì đám thanh niên 30 tháng 4 đó lại vứt xác xuống một cái hồ rất là rộng luôn và cái hồ này chính là nơi mà chú sĩ cũng như là những cái người trong vùng thường xuyên đánh bắt. Và đến năm 1979 thì cái xã hòa thành của chú được hội đồng chính quyền tách ra thêm làm ba xã nhỏ nữa đầu tiên là xã hòa thành hai là hòa tân và ba là bình thành và ở giữa cái xã hòa thành và bình thành có một cái hồ rất lớn và cái hồ này chính là nơi ngày xưa vứt xác của những người chết do đám thanh niên 30 tháng 4 mãi về sau này á thì cái danh hiệu thanh niên 30 tháng 4 mới được bãi bỏ và người dân cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng cuộc sống trở lại bình thường Chú sĩ này cùng với hai người bạn Một là chú Ngoan Hai là một chú tên là chú Ba Mới đi ra ngoài chỗ cái hồ đó để đánh bắt Và chú kể lại đó Cứ mỗi vào cái mùa mưa không biết là cá từ đâu Cứ thế mà tấp nập ở trong hồ Và này nó giống như là một cái cần câu cơm Cho những cái người dân làng quê vào cái thời điểm đó Buổi chiều một hôm nọ khi mà ba chú, chú sĩ, chú ngoan và chú ba ngồi trên mỗi con ghe lớn ha, men theo những cái đám lục bình cái chỗ này tập trung nhiều cá cua nhất mà đặt cái lưới câu chú sĩ với lại chú ngoan thì đặt lưới còn chú ba thì ngồi phía sau để mà chèo cứ thế tầm khoảng hơn một chục thước là một cái lưới câu được thả xuống và khi mà xong xuôi rồi thì ba chú mới neo ghe lại gần bờ ngồi ăn uống nói chuyện chờ đến khi mà gần sáng mới đi thăm câu và trên cái hồ đó ngoài mấy chú ra thì còn có một vài người nữa và đến khi mà trời nó sập tối rồi các bạn xung quanh á nó không có đèn chỉ có những cánh lửa những cái đuốc nó lấp lóe lấp lóe lấp lóe và nhìn từ xa nó giống như là những cái đốm lửa ma trời vậy đó và khung cảnh nhìn nó rất là sợ luôn. Và đang ngồi tự nhiên á chú sĩ này có cái cảm giác nó bất an ở trong lòng kiểu gì ở các bạn. Gió thì nó thổi qua lạnh quá trời lạnh và nó làm cho cái sóng ở trên hồ các bạn nó đập vào trong cái mạng thuyền làm cho cái ghe nó lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại theo từng nhịp và ngồi ở chỗ đó run cầm cặp cầm cặp luôn Đâu có áo gió gì mấy đâu Và bất giác á Là chú sĩ này nghe có một cái tiếng cọp Cái tiếng đó nó giống như là một người nào Cầm cái cây gỗ mà nện vào trong cái mạng thuyền đó các bạn Và theo phản xạ ha Chú sĩ này mới chờm người qua để coi đó là cái gì Thì đột nhiên chú ba á, lên tiếng ngăn cản chú sĩ lại Chú ba kêu Ê sĩ mày ngồi im đi Không có gì đâu Mày cúi xuống câu chừng bị nó lôi xuống hồ đó nghe Nghe tao đi coi như là mình chưa thấy cái gì hết, chưa nghe cái gì hết. Lúc này thì chú Sĩ với lại chú Ngoan nhìn nhau ngơ ngác tại vì không hiểu là chú Ba nói cái gì hết. Nhưng mà rồi cũng thôi, chú không có cúi xuống nhìn nữa quay qua nói chuyện với mấy người bạn của mình. Nhưng một lúc sau thì lại nghe tiếp một cái âm thanh, cái tiếng quẩy nước bùm 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 bùm, bùm ở dưới hồ kèm theo cái tiếng cộp 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 ban nãy vang vào trong cái thành ghe. Và lần này nè, chú nhìn qua hai người bạn của mình thì hai người kia gật đầu chứng tỏ là họ cũng nghe thấy và xong một hồi á các bạn chú ba liền khâm người đi ra cái đuôi ghe lấy một cái bình thủy nước sôi á rồi men theo thành ghe đổ xuống dưới và cái hơi khói từ nước sôi á cứ thế mà nó bốc từ dưới lên trên đổ một hồi á hết giáp vòng xung quanh cái ghe và khi mà không còn nghe thấy cái tiếng quậy nước đó nữa thì chú ba mới thở vào nhẹ nhõm à. chú ngồi xuống rồi chú nói là chắc tụi nó đi hết rồi thôi Tụi mình rời khỏi đây nhanh lên Hôm nay bắt được nhiều thì bắt Không có cần chờ đến trời sáng đâu Và vừa nói dứt câu Thì chú cũng đi xuống cái đuôi ghe cầm cái chèo ha Vừa chèo vừa chèo được chút xíu Vậy ở các bạn Thì lập tức nghe thấy có một cái tiếng la cầu cứu Rất là lớn ở cái bờ bên kia cả ba chú mới quay đầu nhìn về phía phát ra cái tiếng la thì thấy đằng xa có cái ghe trên ghe có một cái bóng đen đang loay hoay nhìn xuống dưới mặt nước mà liên tục cầu cứu những cái người xung quanh và ở dưới nước á, nó cũng có cái tiếng dãy dụa, cái tiếng đập bì bà bị bẩn của một người nào đó vừa bị rớt xuống lập tức ba chú này cũng chèo qua bên kia để mà giúp đỡ cái người bị nạn ha nhưng mà khi tới nơi á, trễ quá rồi các bạn cái người bị rớt xuống đã chìm hẳn dưới nước và không còn nghe thấy cái âm thanh gì nữa. Và lúc mà lại gần sát đó Nhìn thấy cái người ngồi trên ghe chính là chú Tư Hậu Chú Tư Hậu là con của bà Tỷ bán cá ở trong chợ Và chắc là hôm nay chú Tư Hậu có dẫn theo ai đó đi đánh bắt cá Cho nên mới xảy ra cái câu chuyện như thế này Và lúc mà bắt gặp á Nhìn thấy chú Hậu ngồi ở trên ghe mà hai tay vò đầu miệng khóc khôn xiết gọi tên một người á Chú kêu á Long ơi! Long ơi! Mày đâu rồi Long ơi! Mày đừng làm tao sợ mà Long ơi! và thấy chú hậu không có ngừng la hét xung quanh có thêm hai chiếc ghe đang chèo đến và một trong hai chiếc ghe có ông mười ông mười này á là sống bằng cái nghề đánh bắt cá lâu năm thấy như vậy thì liền quay qua kêu cái người con trai của mình là bay thay tía chèo ghe đi để tía qua tiếc tí coi á là anh hậu của bay sao rồi thì cái người con trai nghe như vậy liền đỡ cái tay chèo cho ông mười Ông Mười bước qua cái ghe của chú Tư Hậu ha, vội cầm lấy cái tay chèo rồi vuốt cái vai của chú á. Ông Mười kêu á là thôi, Mọi người chèo ghe về hết đi Không có nên nán lại lâu đâu Nè thằng Hậu Bay bình tĩnh ngồi yên nha Em của bay á, thằng Long á, Nó chết rồi Bây giờ mình không có giúp gì được cho nó đâu Bay ngồi yên đi Để tao chèo ghe đưa bay về nhà và lúc đó chú hậu không có nói gì hết luôn các bạn chỉ ngồi xuống gục đầu lên trên hai cái đầu gối mà nước mắt nước mũi đầm đè luôn cả ba chú sĩ chú ngoan với lại chú ba cũng nhiệt tình chèo theo cái ghe của, của của ông mười với lại chú hậu đó để đưa chú hậu về nhà bây giờ không có dám đi ra ngoài kia để thăm câu nữa tại vì nghe như vậy là biết có cái chuyện gì xảy ra rồi và khi vừa về tới nhà bà tỷ Mới vừa nghe ông Mười tường thuật lại cái sự việc Thì bà khóc rống lên luôn Mất con mà các bạn sao mà không buồn được Bà quá là đau khổ vật vã Nằm úp mặt dưới gói khóc lóc quá trời khóc lóc Những cái người hàng xóm á, nghe thấy tiếng như vậy Thì cũng vội chạy qua xem là có giúp đỡ được cái gì không Và khi mà an ủi được bà tỷ bà tỉnh Rồi bà nín khóc rồi đó Lập tức bà bước xuống giường nha Bà đi lại chỗ của chú Tư Hậu á, Tác thẳng vào mặt của chú luôn Bà kêu á là tại mày Nếu như hôm nay mày không rủ thằng em mày đi Thì làm gì có chuyện Mày hại chết em mày rồi hậu ơi là hậu Tía mày đã mất rồi đến em mày nữa Mày hỏi má phải sống làm sao đây Lúc đó là cái cơn xúc động của bà lên quá trời rồi Bà vừa chửi vừa đánh vào người của chú Hậu á Hàng xóm biết thấy như vậy Cũng biết chuyện là đâu phải chú muốn đâu Mới chạy lại để kéo bà ra và Cũng nói lời an ủi để cho bà dịu xuống đó Thì lúc này mọi người mới hỏi Tại sao á là chú Long kia chú chết Chú Hậu này nè Nghe mẹ với lại mọi người xung quanh Kiểu ai nén nước mắt vàng giữa trên Cho nên là chú cũng xúc động Chú cũng bị hoảng loạn lắm Và sau một hồi á chú bình tâm lại Thì chú mới kể như vậy nè Lúc mà hai anh em đang đi thăm lưới thì vô tình chú Long Chú thấy ở trong lưới có một cái con cá trê trắng rất là to Chú Long lúc đó kêu á là con này mà bán là được nhiều tiền lắm Ông Hậu ơi, ông lại đây ông coi nè Cái con cá này nó bự dữ lắm nè Ông lại đây nhanh lên Thì lúc này chú Hậu đang loay hoay với mấy cái dây lưới đầu bên kia Nghe em của mình thúc giục như vậy Cho nên là cũng bực bội lắm Kêu á là mẹ mày, từ từ tao qua Mẹ không thấy tao đang gỡ dây lưới rồi hả mày để nó đi, nó không chạy được đâu thì khi mà chú hậu này chú vừa dứt lời á Thì đột nhiên nha các bạn Ở cái đầu bên kia á Chú Long đang tay giữa cái dây lưới Có cái con cá trê mắc kẹt vào Thì tự nhiên á Cái ghe rung ra rung rinh các bạn Chú hậu ngồi trên này Tưởng đâu là chú Long ngồi dưới làm gì đó Cho nên là mới quay xuống nhìn Thì chính mắt chú hậu nhìn thấy Từ bên dưới mặt nước Có một cái gì đó Hình như là một cái bàn tay Nó thò lên để nắm lấy cái bàn tay của chú Long Sau đó là giật mạnh xuống hồ luôn khi này nè chú lòng hốt hoảng lắm chỉ kịp la lên rồi lộn cổ xuống dưới nước tại bản thân chú cũng là dân sông nước mà cũng biết bơi nhưng không hiểu tại sao vào cái giây phút đó chú quẩy đạp liên tục nhưng không thấy nhúc nhích gì và càng ngày càng ngày bị kéo xuống miệng uống bao nhiêu là nước và chú hậu ngồi trên ghe thấy cũng chạy lại ha nắm lấy cái tay nhưng không tài nào kéo lên được ha, các bạn và chú mới tri hô mọi người đi ra cầu cứu và càng ngày á thì cái tay của chú long này nè nó càng bị giật ra khỏi tay của chú hậu và nó càng trôi ra xa và cái khoảnh khắc cuối cùng khi mà chú hậu nhìn thấy á là em của chú nha giống như lúc đó là còn có cái nửa tức là nửa ngay chỗ phần này nè từ cái phần mà 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 trên cái đỉnh ngực đổ lên trên đầu á nó vẫn còn đang ở trên mặt nước hai tay hai chân vẫn đang cố đạp nhưng chỉ trong một giây thôi toàn bộ cơ thể của chú Long bị giật mạnh một cái đùng biến mất trên cái mặt nước luôn các bạn nó giống như là ở bên dưới hồ có ai đó nha giật chú một cái một làm cho chú rơi thởm xuống dưới cái mặt nước trong ngay cái đêm đen đó lúc đó hoảng quá trời rồi. miệng liên tục kêu cứu và cái thời điểm sau đó thì mọi người cũng tới nhưng muộn rồi không ai cứu được và nghe kể chi tiết như vậy thì ông mười ông thẳng thốt Ông im một hồi sau thì ông liền nói Vậy là thằng Long bị ma gia nó bắt hồn đi rồi đó Hồi trước ở đây nè Nhiều người bị tụi thanh niên 30 tháng 4 bắn chết Rồi dục sát xuống cái hồ lắm Tụi nó biến thành ma gia Rồi tìm người kéo hồn để mà thế mạng Để tụi nó được đi đầu thai Và nghe ông Mười nói như vậy xong Thì ai cũng hoang mang hết trơn các bạn lo lắng lắm. Và một hồi sau thì ông Mười cũng có dặn bà Tỷ là lên đình để mà nhờ cái ông ngọ đó các bạn gọi hồn của chú Long về. Thì may ra là chú Long không phải sống cái kiếp làm ma gia ở dưới đó. Tránh cho chú xin lòng tù hận mà đi bắt hồn người khác. Và mẹ của chú Long nghe như vậy thì cũng chỉ biết gật đầu thôi. Và trưa ngày hôm sau, một cái bàn lễ được đặt ở bờ hồ. Cái ông ngọ giữ đình xong một cái lúc làm lễ gọi hồn thì cũng đưa được hồn của chú Long về để cho gia đình thờ tử. Và sau cái vụ việc đó, cái hồ nước nằm ở giữa hai xã cũng còn rất là ít người dám mô men đi lại bắt cá. Tại vì ai nấy cũng đều lo sợ rằng những cái con ma da dưới hồ á, sẽ rình rập và bất ngờ bắt hồn mình thế mạng cho tụi nó. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ ba Qua đến câu chuyện thứ tư Mộ hoang Sau cái sự kiện vừa rồi một thời gian Thì ba của chú sĩ mới đi cải tạo về Và do ngày xưa là ông đi theo cái chế độ cũ trước năm 1975 á, Và lúc về thì được chính quyền giới thiệu cho một cái công việc ở trên tỉnh Và ngay lúc đó gia đình của chú sĩ mới bán nhà dưới xã chuyển lên tỉnh theo ba của chú và ở trên đó thì gia đình mua được một căn nhà cũ được chính quyền trên đó tịch thu của cái người chủ trước do là đi vượt biên để lại và sau khi mà gia đình của chú sĩ dọn vào nào quét dọn đâu đó sạch sẽ rồi thì cũng ở rất là bình thường ha bản thân của chú thấy lạ chỗ cho nên là phải khó khăn lắm chú mới ngủ được và một thời gian sau thì xin được một cái công việc phát thuê cho chủ vựa trái cây ở trên ghe và làm từ buổi sáng đến chiều tối thì mới xong và mọi chuyện cũng rất là bình thường Cho đến một cái hôm nọ Cái người chủ ghe có một đơn hàng Phải giao xuống cho một ông chủ vừa trái cây Ở trong chợ thuộc một cái xã khác Nhưng mà do là trong cái xã đó Không có đường sông để mà chèo ghe vào Cho nên buộc lòng phải đi xe thồ Và đi chung với chú sĩ này Thì còn có một anh tên là anh Son Và một ông nữa tên là ông Ba Cư Ông Ba Cư đó thì ngồi trước đánh cái xe ngựa ha và khi vào tới chợ rồi, mỗi người vác một cái thùng hàng rất là to vào giao cho cái ông chủ vừa trái cây và sống xuôi mọi chuyện. Ai nấy cũng mệt lã người hết trơn. Kiếm một cái chỗ ăn tạm cho nó nhanh chóng rồi sau đó là quay về. Khi mà khởi hành từ cái xã bên đó các bạn là tầm gần chiều dự đoán chắc cũng phải 8 giờ tối thì mới tới nơi. Và trên cái đường đi thì ba người đang nói chuyện vui vẻ lắm. Đột nhiên cái ông Ba Cương này nè Ông có nhắc đến một cái câu chuyện ma Làm cho chú Sĩ với lại chú Son Nó bất giác là lạnh cái sống lưng Và ông Ba ông kêu á Là nè Hai đứa bay á, có gặp ma bao giờ chưa Nghe kiểu dạng như chột dạ Đường đêm thì ông đang hơi sợ sợ đó Thì chú Sĩ chú mới trả lời dạng ấp úng á, Là dạ ma thì con gặp rồi nhưng mà chỉ có lúc nhỏ thôi còn lại thì con cũng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ thôi chút nhưng mà sao tự nhiên chú nói mấy chuyện ma cỏ ở đây vậy làm con với lại anh son nổi hết da gà rồi nè ông bà cư nghe như vậy xong thì ông bật cười á tại vì ông nói là ông hỏi vậy coi để coi hai cái này coi tụi bay có sợ ma hay không tại đi đường đêm mà sợ ma thì muốn sao làm thì kiểu giống như là chú sĩ với lại chú son này cũng bực bội lắm tại vì đi đường đem ta cũng kỹ và khi mà cái chiếc xe nó đang đi trên một cái con đường đất chú sĩ chú tả lại là xung quanh đó, toàn những cái hàng cây bụi rậm và nó không có bất kỳ một cái nhà dân nào do là cái thời điểm đó đất ở đây còn hoang sơ phải nói là rừng rậm cực kỳ nhiều và khi mà cái xe đi được đến một cái đoạn bất giác là chú son này chú cảm thấy là chú mắc tè quá chú mới gọi chú ba là chú ba ơi Chú dừng xe lại dùm con cái đi Bây giờ con mắt tè quá con phải chạy xuống con đi liền Thì ngay khi ông ba cư dừng xe lại Chú Son nhanh chân phóng xuống không nói con rằng Chạy tới một cái bụi rậm Mà bên cạnh đó là một cái ổ mối khá lớn Lúc đó do làm mắt quá Chú Son là chú không để ý Chú Tiểu thẳng lên trên cái ổ mối luôn các bạn và trong những cái hốc lỗ á, những cái con mối thay nhau nó bò ra khắp bên ngoài luôn. Và lúc này chú Son chú mới để ý là vô tình mình đi lên trên cái ủ mối rồi. Và cái hành động này á, nó dẫn tới một cái kết quả vô cùng là tồi tệ luôn. Và sau khi mà đi xong ha, chú Son chạy lại cái xe. Trời bên ngoài thì tối thui lắm rồi. May là ông Ba Cư, ông có mang theo một cái đàn bão khá là lớn, đủ để mà soi đường. Và lúc này nè, Chú sĩ ngồi cạnh bên ông Ba Cư Hỏi về cuộc sống xong rồi hỏi về kinh nghiệm đi làm Xong rồi nói chuyện qua chuyện lại Thì vô tình biết là ông Ba Cư này ngày xưa Là một cái người thầy bùa Nhưng mà không phải là thuộc dạng giống như là triệu âm binh hay là gì đâu Giống như là cũng chỉ biết giúp người ta cúng kiến giải vong này nọ kia đơn giản vậy thôi Và đi được một lúc sau rồi đó Khi mà hai chú cháu đang trò chuyện vui quá trời vui Thì chú sĩ chú mới để ý Là ủa sao kỳ vậy ta Sao tự nhiên cái ông son này Ông ngồi nãy giờ mà ông nói gì hết trơn Tại bình thường ông là hay tiếu tức lắm Quay đầu nhìn về phía cuối xe đó Thì thấy ông đang ngồi thõng Hai cái chân xuống dưới cái thành đó các bạn Ông ngồi ông nhìn xa xăm lại ở Phía sau rồi nè Thì chú sĩ chú mới hỏi á Ồ anh son ơi anh có chuyện gì hả sao tự nhiên hôm nay anh im ru vậy Ở bộ lúc trưa Ở trong chợ Và anh để ý cô nào hay sao Hỏi nhưng mà chú son chú không trả lời nha các bạn mãi cho đến khi á mà chú sĩ vỗ thẳng vào vai một cái thì bất giá chú son quay đầu nhìn lại mà chú giật mình thông thoát luôn á khi này nè thấy cái gương mặt của chú á nó xanh xám mà nó tái mét luôn cả nhìn thẳng vào mặt của chú sĩ sau đó là nắm vai chú sĩ nha một cái tay trái chỉ tiếp về cái phía đằng xa sau cái xe thồ á các bạn chú son chú nói lắp bắp chú kêu á nè nè sĩ ơi sĩ mày 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 có thấy cái người kia đang đứng đứng ở đó không? Cái người đó đang đứng mắt tay với tao cư sĩ, mày có thấy không? Thì ngay khi vừa nghe chú Son nói xong, chú sĩ mới đưa mắt nhìn về đúng cái hướng chỉ tay nhưng mà có thấy ai đâu, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một người nào hết. Nhưng đột nhiên á, chú Son này chú hốt hoảng lắm, chú la làng la sớm lên xong chú thụt lùi ra ngang sau, trúng vào lưng của chú ba cư của ông ba cư á. Ông ba cư cũng đang đánh xe mà bất ngờ bị thúc ngay sau lưng cho nên ông bực bội lắm. Ông quay đầu lại ông gắt liền luôn là tổ cha mày mày làm gì mày hét toán lên giữa đường vậy người ta kỹ nhất là la hét hát họ ngoài đường đó nghe mày mày làm ơn mày ngồi yên chỗ trong tao cái coi và vừa quát xong ông bà cư quay lưng lên miệng á, vẫn còn lầm bầm chửi chú ba son này nè còn bản thân chú sĩ á, bất ngờ tại vì cái tiếng la của của chú son làm cho chú sĩ giật mình lắm hoang mang không hiểu tại sao lại phản ứng như vậy vừa gặp cái chuyện gì cho nên chú sĩ mới lay mạnh vai của chú son hỏi á, là anh son có chuyện gì vậy anh thấy gì mà anh hốt hoảng dữ vậy anh nói em nghe coi thì lúc đó, đó chú son chú ngồi với các bạn co cái đầu gói nè úp mặt xuống dưới giọng run run nói nha ma 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 nó đi theo tao sĩ ơi nó vừa chạy tới chỗ tao kìa và lúc này ông ba cười ngồi trên nghe tới mà bất chợt ông dừng xe lại ông quay người á ông lay mạnh cái vai của chú son kêu á ma ma hả ma, ma mày nhìn chú nào? mày gặp ma ở đâu mày thấy ma ở chỗ nào thì khi mà chú Sơn ngước lên nhìn mặt của chú không giấu được cái nỗi sợ hãi luôn các bạn nó xanh ngắt luôn á Và bản thân chú sĩ thấy vậy cũng có chút lo lắng Do là giữa đường rừng rú hoang bu chỉ có mọi xe thồ Chỉ có ba người thôi Bên cạnh nó là gió thổi rào, rào 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 Cái khung cảnh nhìn xung quanh nó ghê rợn lắm cả Và đột nhiên lúc đó chú sĩ chú thấy Là ở trên một cái cành cây nó có con chim cú Nó cứ đậu lên trên đúng cái cành cây Mà con chim cú nó bự lắm luôn các bạn Nó kêu lên từng tiếng từng tiếng từng tiếng từng tiếng từng tiếng ở trong cái lòng xe đó, chú son vẫn không có bình tĩnh lại được nha, miếu máu quá trời luôn, buộc lòng lòng ba cư ông phải bấu chặt vào vai của chú, lay mạnh một hồi sau ấy, thì chú mới im ha. Chú kể lại là ngay khi mà chú mà vừa đi tè xong đó, chú quay trở lại trên xe chạy được một đoạn rồi, trong cái lúc mà chú sĩ với ông ba cư đang ngồi nói chuyện, chú cũng tính lết lên để mà ngồi hóng á, thì đột nhiên bên tai của chú nghe được một cái giọng nói rất là rợn rợn của một cái người đàn ông, mà cái giọng nó gần 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 như vậy nè thằng kia Sao mày dám đái lên mộ tao Thì chú mới giật mình Chú quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ở gần đó Ngoại trừ chú sĩ Cũng như là ông ba cư bất giác Cảm thấy là toàn thân lạnh cống giống như ngâm nước đá Cho nên chú son này chú lên tiếng chú gọi Chú định lên tiếng chú gọi Nhưng mà chưa kịp nói gì hết Thì chú lại nghe tiếp cái âm thanh Thằng kia Sao mày dám đái lên mộ của tao lúc này cả người của chú son mồ hôi mồ kê mồ hôi lạnh đó nha các bạn nó đổ túa ra như tắm luôn chú nhìn xung quanh thêm một lần nữa thì bất ngờ ánh mắt của chú để ý phía xa xa cái bụi rậm lúc nãy đó có một cái nhân dáng đen ngòm đen chồm đứng lên quay cái mặt về hướng của chú son á đưa cái tay ngoắc 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 mắt như nè thằng kia sao mày dám đái lên mộ của tao và lúc đó cả người của chú son đông cứng lại mở mắt chăm chú nhìn cái bóng dáng đó cho đến khi mà chú sĩ chú lại chú đập vào vai của chú son một cái thì chú son mới bừng tỉnh quay đầu mới hỏi chú sĩ cái câu là sĩ mày có thấy ai đứng đằng xa gọi tao không nhưng mà ngay khi chỉ về cái hướng đó chú sĩ chưa kịp trả lời thì lúc đó trước mặt của chú son á chú chứng kiến một cái cảnh tượng vô cùng là kinh hãi luôn chú đang nhìn trước mặt cái chạ mắt của chú đang quay bên phải như nào chú nhìn qua phía bên phải thì chú thấy cái người đàn ông ban nãy nó đang đu trên cái xe thồ các bạn cái gương mặt á hai con mắt á, nó màu xanh lá cây nha nó ánh sáng lên trong cái đêm đen và cái miệng á, toàn là máu không đến mức á, hai bên hàm thịt này nè nó bị ăn hết trơn rồi các bạn lộ ra nguyên một cái hàm người nhìn nó nham nhở ghê lắm kìa và bất chợt cái vong ma đó nhìn thẳng vào mặt của chú son mà kêu á thằng kìa sao mày dám đái lên mộ của tao và trước cái cảnh tượng kinh dị đó Chú Son quá là sợ rồi Chú mới la làng lên chú thụt lùi lại Suýt nữa là chú té xuống đường rồi Và khi mà kể xong chú tiếp tục chú ngồi co ro co ro Chú khóc quá trời khóc luôn Và ông bà cư nghe và ông hiểu ra câu chuyện như thế nào Vội vàng đánh cái xe ngựa trở lại cái vị trí ban nãy mà chú Son chú đi tè Do là có cái cây đèn bão trên tay cho nên không khó để mà quan sát vị trí xung quanh đâu Và ngay khi tới đúng cái chỗ đó rồi ông ba cư ông mới thức kinh hồn vía khi ông thấy là cái ủ mối ban nãy tiểu lên đó, nó vỡ toang ra để lộ một cái chầm mộ đất khá là dày thấy như vậy cho nên là ông ba này nè ông liền lấy cái túi móc bên cạnh chiếc xe ra ba cái nếng nhang và một ít trái cây buổi trưa họ mua tính là ăn dọc đường đó bước lại gần chỗ ngôi mộ dọn dẹp hết mấy cái đống tổ mối lỡm nhởm ở xung quanh và chú sĩ nhìn thấy cũng sợ lắm nhưng thôi cũng xuống để mà phụ ông ba cương tay và dọn dẹp xong xuôi rồi ông ba cư ông đốt nhang lên đứng trước mổ thành tâm khấn vái và cũng gọi chú son xuống để mà khấn vái xin lỗi người ta mặc dù là chú son chú sợ lắm luôn đó nhưng mà chú cũng run rẩy vừa đứng mà chắp tay run lẩy bảy là bảy hai cái chân cầm cặp cầm cặp cầm cặp cầm cặp luôn nhưng mà chú vẫn cố gắng chú làm và khấn vái xin lỗi xong xuôi ông ba son ông cấm nhang để trái cây vô sau cùng là đi lên trên xe và khi mà cái xe vừa đánh được ngựa đi chút xíu rồi đó Thì ông Ba Cư ông mới lấy cái đạo bùa bình an mà ông đeo trên cổ Đưa cho chú Son và ông nói Là cũng may người ta chấp nhận cái lời xin lỗi của tao Chứ không thì người ta đã bắt bay đi theo luôn rồi Lần sau mà muốn đi thì nhớ ngó trước có sao May là tao biết được đó Gặp người khác không biết chắc là tiêu rồi Tụi bay nhớ nghe chưa đi làm cái nghề này á đất thì có thủ công sông thì có hà bá mình đang ở trên đất của người ta làm việc gì á thì cũng phải cúng kiến cũng phải biết cẩn thận nghe chưa thôi đi về và khi mà đeo cái đạo bụa trên cổ xong mặc dù cảm giác an tâm hơn phần nào nhưng chú cũng còn hoang mang lắm rất là lo sợ ha suốt cả một cái đoạn đường từ cái chỗ đó về lại tới nơi chú chỉ biết chấp tay niệm phật liên tục không ngơi một giây nào hết và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ tư Qua đến câu chuyện thứ năm Vong hồn báo mộng Bạn đi một thời gian Khi mà gia đình của chú sĩ này Ở trong căn nhà mới trên tỉnh Dần già là cũng quen Cuộc sống vẫn rất là bình thường Không có việc gì xảy ra hết Cho đến một cái ngày nọ Một cái buổi chiều những cái người làm thuê như chú sĩ này được ông chủ ghe cho nghỉ sớm vì trong gia đình nhà của ông có việc ha thì nghe được nghĩ mọi người cũng vui lắm hùng hạp mọi người chút xíu gì đó mua đồ mua mồi mua rượu về ngồi nhắm cho nó vui và khi mà chuẩn bị tàn tiệc rồi lúc nhậu thì nhậu ở trên ghe mọi người lên bờ á thì lúc mà chú sĩ này chú bước lên cái tấm ván gỗ chuẩn bị lên bờ thì có một cái giọng của một cái ông kêu giật ngược lại là ê sĩ bay chờ tao chút xíu tao hỏi bay cái này một cái nghe cái giọng quen lắm Chú Sĩ quay đầu lại thì phát hiện đó chính là ông Chính Trầu Ông Chính Trầu đi tới chỗ của chú Sĩ ha Khoát vai của chú kéo xích của một bên để cho những cái người phía sau bước lên trước Giống như là ông Chính Trầu chuẩn bị hỏi một cái chuyện gì Chỉ có hai người biết mà thôi Một hồi khi mà chỉ còn có hai người đó Thì ông Chính Trầu ông mới hỏi bằng cái giọng kiểu hơi nhẹ giọng hơi tò mò các bạn Ông hỏi Nè Sĩ Ta hỏi thiệt này nha Gia đình của bay ở trong nhà đó Có thấy gì không? Thì nghe ổng hỏi vậy chú sĩ thắc mắc lắm Sao tự nhiên hỏi người ta mà rõ ràng mình ở đấy thì cũng có bị gì đâu Cho nên là chú sĩ mới trả lời là sao chú chính ông Tự nhiên chứ hỏi lạ vậy Gia đình con ở ông đó bình thường mà có gì đâu Thì khi mà ông chính nghe nói vậy thì ông cũng ậm ừ ờ rồi ông lãng qua chuyện khác Cuối cùng là hai người giải tán ha Nhưng kể từ lúc nghe hỏi thì chú sĩ này tự nhiên chú chú cảm thấy bồn chồn trong lòng chú chột và nó khó tả lắm nhưng mà trên cái đường đi thì chú cũng nhanh chóng chú quên đi cái câu chuyện đó nhưng ngay trong cái buổi tối các bạn lúc mà chú nằm ngủ trên giường á thì chú nằm thấy một cái cơn ác mộng trong giấc mơ ha chú thấy chú đang đứng sau cái nhà bếp và trước mặt của chú là hình dạng của một cái người đàn ông đã ngoài 50 rồi lưng hơi khờm đầu thì cúi xuống đang đứng xoay lưng lại về phía của chú sĩ. Và một cái điều khác lạ là trên người của cái người đàn ông đó đó bùng đất đất cát đủ thứ hết trơn. Lúc này nè, chú sĩ ngơ ngác lắm, không biết cái người đàn ông kia là ai tại sao xuất hiện ở trong nhà của chú, cho nên chú tò mò bước lại gần để mà coi thì bất ngờ người đàn ông đó quay mặt lại nhìn về phía của chú sĩ và cái gương mặt của ông ta nó u ám lắm kìa làm cho chú sĩ có chút chột dạ chú đứng khựng lại chú nhìn thì bỗng từ đâu phía sau lưng của chú sĩ á nó có một cái bóng đen chạy thẳng vượt qua mặt của chú sĩ luôn tiến tới chỗ của cái người đàn ông già kia sau đó là đấm vào trong mặt của ông ta túi bụi đánh quá trời đánh luôn và đến khi cái bóng đen nó dừng lại á thì thoáng chốc nó quay đầu nhìn về phía của chú sĩ và cái gương mặt của nó vô cùng là giận dữ hoảng lắm các bạn bất chợt chú giật mình mở mắt tỉnh lại trong cái thực tại và người của chú đổ mồ hôi nhễ nhại ra luôn. Qua tới cái buổi sáng ngày hôm sau, chú không kể cái giấc mơ ngày hôm qua, không kể cái cơn ác mộng đó do chú nghĩ chắc mình làm về mệt quá nên là cũng chắc là mình nghĩ linh tinh, linh tinh thôi. Nhưng mà khi tới chỗ làm á, chú có kể cái giấc mơ cho một cái người đồng nghiệp, cho một cái người làm cùng thì người ta mới kêu là thôi mẹ ơi, tao nghĩ mày làm mệt quá ban đêm mày mơ thấy vậy thôi chứ không có gì đâu. Tao lâu lâu cũng mơ thấy bậy bạ nè, được rồi mày lo làm ăn đi Đừng suy nghĩ lung tung Ma quỷ gì tào lao Nghĩ lại cái người bạn của mình nói không có lý Cũng có thể như anh ta nói chắc là mình làm mệt nhiều quá đi ngủ mình Nằm ảo giác vậy thôi chứ có cái gì đâu Và cho đến tối ngày tiếp theo nha Chú sẽ ngủ rất là ngon Không còn mơ thấy cái cơn ác mộng đó nữa Nhưng Cái người tiếp theo trong gia đình chính là mẹ của chú Cũng giống như chú ở trong giấc mơ trước bà thấy là bà đang đứng ở sau bếp trước mặt bà vẫn là cái người đàn ông hôm qua nhưng lần này á ông ta đang nằm hấp hối ở dưới sàn các bạn toàn thân ông ta với cái gương mặt á là bầm tím hết trơn à và bà thấy vậy mẹ chú sĩ á tự nhiên á Thấy có một cái người nào nằm ở trong nhà của mình mà đang hấp hối rên rỉ dưới sàn vậy sao ghê quá là ta Cái người này là ai Sao tự nhiên lại vậy Bà định la hét bà bỏ chạy á Thì từ đằng sau lưng của bà có một cái bóng đen Tiếp tục lại là một cái bóng đen nha các bạn Nó vừa qua mặt của bà Trên tay nó cầm một cái sản cùng với lại gạch cát á Kéo lê vào bên trong này nè Lúc đó đó Bà trong giấc mơ Không hiểu chuyện gì hết nhưng mà thấy như ghê quá đi cho nên là mới chạy xuống trốn ở dưới cái gầm bàn bịt cái miệng lại để mà quan sát một lúc sau chính mắt bà thấy nha cái bóng đen đó một tay á thì loi gạch đá một tay á thì cầm cái sẹn tiến tới chỗ của cái người đàn ông đang nằm hấp hói ở trên cái sàn nhà nhìn thấy cái người đàn ông nó vẫn còn đang thở cho nên cái bóng đen nó cầm cái sẹn á nó đập một cái bùm làm cho cái người đàn ông nó chết ngay tại chỗ luôn các bạn máu tươi á nó bắn ra khắp cái sàn nhà mẹ chú sĩ trông thấy cái cảnh giết người tàn nhẫn đó thì liền cắn chặt môi nhắm mắt không để cho mình la lên tại vì sợ cái kẻ giết người đó thấy mình á, là nó giết luôn mình để mà thủ tiêu và rồi ngồi đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện luôn cái bóng đen á, bọc cái người đàn ông kia vào trong cái bao tải sau đó đào cái lớp đất xét cái góc nhà bếp chôn xuống đó và đang lấp đất bất giác cái bóng đen nó dừng tay lại nha cái đầu của nó ngó nghiêng ngó nghiêng ngó nghiêng xung quanh Sau đó nó khuất dạng vào trong một cái góc Tưởng đâu là cái bóng đi mất tiêu rồi các bạn Nhưng chưa tới 5 giây sau Cái bóng đen đó đi ngược trở lại Đi càng ngày càng ngày càng ngày ra cho cái cửa chính Thì tưởng đâu thủ tiêu xong rồi Cái bóng đen nó chạy Và từ cái tầm mắt của mẹ chú sĩ Chỉ thấy được hai cái chân thôi và bớt giác cái lúc đó đó từ từ cái bóng đen đó nha các bạn cúi đầu nhìn qua hai cái chân cái gương mặt lọt giữa cái háng đó nhìn thẳng về phía mẹ của chú sĩ đang nấp ở dưới cái gầm bàn cái gương mặt của cái bóng đen nó kinh khủng vô cùng luôn cái nét mặt giận dữ và đôi mắt nó đỏ rực lên giữa cái đêm tối các bạn và lúc này biết là cái tên sát nhân phát hiện ra mình rồi cho nên á là lập tức bà la toán lên chạy khỏi cái gầm bàn và sau đó là bà giật mình tỉnh dậy trên giường lúc này nè bà sợ lắm la làng la sớm lên làm cho ba của chú sĩ nằm kế bên thức giấc thì biết vợ mình chắc gặp ác mộng hay gì rồi cũng an ủi ha xong cũng hỏi là bà gặp gì vậy bà mơ thấy gì mà bà la dữ vậy thì lúc đó bà cũng kể lại nhưng mà thay vì an ủi mẹ thì ba của chú sĩ gạt phăng đi cho rằng đó là cái giấc mơ nhảm nhí không nói công rằng nằm xuống ngủ và lần này chính bản thân của ông trải qua nhưng không phải là ác mộng mà nó xảy ra trong thực tại luôn các bạn Vừa nằm được con xíu à, đột nhiên ông bị đánh thức dậy. Đôi mắt mở trừng trừng nữa luôn. Liếc qua bên á, thì thấy là vợ mình đang nằm ngủ bên cạnh. Nhưng ngay cái lúc đó, trên đầu giường nằm á, có nguyên một cái người đàn ông đang đứng. Tay chân của ba chú sĩ không có cử động được các bạn Cơ thể cứng đơ toàn bộ luôn Mắt thì vẫn mở nha Liếc nhìn lên trên cái người đàn ông đó Và cái nhân dáng vô cùng là kinh khủng các bạn Cái người đàn ông với cái gương mặt á, bị phân hủy rồi Dồi bỏ lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc Nó bám vào từng cái miếng da thịt Và ông cất giọng ông nói Cái giọng lạnh lẽo vô cùng ông kêu á, Là ông ơi Tôi xin ông hãy kéo cái xác của tôi lên với Tôi chết thảm lắm ông ơi Con tôi nó giết tôi Nó lấy vàng nó đi vượt biên mất rồi Xin ông thương xót Mà đem tôi lên Tôi đổi ơn ông ông ơi Vừa nghe dứt lời Lập tức là ba của chú sĩ á, Giật mình dậy và la toán lên Miệng thở không có ra hơi Và bản thân mẹ của chú Với lại chú á, cũng bị cái tiếng la Làm cho tỉnh giấc Chạy qua hỏi coi có, có, có chuyện gì thì ông mới hoang mà ông kể là cái giấc mơ vừa rồi Và khi mà ba người ngồi nói chuyện với nhau á Đều nằm một cái giấc chim bao tương tự như nhau Cho nên họ biết, họ hiểu là có cái chuyện gì xảy ra Và ngay trong cái đêm đó Gia đình quyết định là đi xuống bếp luôn Đúng cái vị trí trong giấc mơ Nhưng bây giờ chỗ đó gia đình của chú sĩ đã đặt lên một cái tủ chén gỗ trắng ngang rồi Cả ba người dùng hết sức á, xê dịch cái tủ quan bên rồi bắt đầu đào xuống dưới và ban đầu cũng có chút hoang mang lo sợ lắm nhưng mà thấy cái vẻ mặt kiên quyết của ba của chú á thì chú im lặng không nói gì hết chỉ biết làm theo lời thôi và khi mà bắt đầu đào từng cái lớp đất cát lên chẳng mấy chốc mà phát hiện được một cái xác người á, đã phân hủy một rửa rồi các bạn cái mùi hôi thối nó lan ra ngoài đường làm cho những cái người xung quanh á, cũng thoang thoáng, thoáng lần ngửi được và cuối cùng cái khoảng thời gian nửa đêm về sáng báo tin lên chính quyền đó thì họ cho người tới điều tra cái xác chết trong cái bao tải thì nghe loáng thoáng cái người dân trước đó sống gần nhà của cái người chủ cũ kể lại nè là cái căn nhà này nè một cái thời gian cách đây không lâu đâu cách đây không lâu đâu có hai cha con đang sinh sống nhưng không biết việc lý do gì mà trong thời gian đó hai người thường xuyên cãi lộn với nhau và có người tò mò người ta nghe thoáng thoáng được trong cái đợi đại ý cái lời nói của hai người đó vì cả hai có ý định là vượt biên nhưng mà cái số tiền bây giờ chỉ đủ cho một người được phép lên tàu mà thôi còn nếu bán căn nhà này thì thời gian cấp bách tàu đâu có đợi được các bạn cho nên mới xảy ra cái mâu thuẫn và rồi cuối cùng trong một cái đêm nọ những người xung quanh lờ mờ người ta thấy được là anh con trai này rời đi qua mấy ngày hôm sau không nghe động tĩnh gì trong căn nhà đó nữa người ta cũng tới hỏi thăm nhưng không có ai hồi đáp. Chính quyền cũng xuống kiểm tra, không thấy có gì lạ hết. Nghĩ rằng cả hai đã bỏ trốn rồi cho nên là chính quyền tỉnh mới tịch biên căn nhà để có thể bán lại cho người khác. Nhưng đâu có ngờ đâu các bạn. Chính cái người con trai dùng cái xẻng đập chết cha của mình, sau đó nhét xác vào trong bao tải, chôn ngay cái góc nhà bếp. Và khi mà biết được tỏ tường câu chuyện như thế nào rồi, Gia đình của chú sĩ đâu có dám ở đâu Tại vì câu chuyện vừa mới diễn ra cách đây độ tầm chắc là gần khoảng hơn, hơn tháng tháng rưỡi gì à Ở trong đây thì hồ ma sao mà ác mộng thì ghê quá đi Nên gia đình của chú có bán căn nhà này lại cho một cái người mới Rồi chuyển qua nơi khác sinh sống Và trước khi đi Ba mẹ của chú có làm một cái mâm cơm cúng Coi như là đưa tiễn linh hồn của cái người đàn ông kia Về cái nơi an nghỉ cuối cùng Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ năm và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi tất cả những cái câu chuyện còn lại của chú vương quyền á mình sẽ kể vào trong cái video sau ha và đầu tiên thì cảm ơn quyền đã cho anh kể là mọi câu chuyện rất là hay như thế này và cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe nguyễn nguyễn kể đến giờ này ha và nếu mọi người cảm thấy video này hay đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cái, cái 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 nút subscribe đó để mà khi nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và cũng đừng quên comment cái ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng cái sự tương tác với kênh để ưu tiên cái thuật toán youtube ưu tiên hiển thị thông báo đến cho mọi người ha và nếu như những cô chú anh chị những người bạn những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của gia đình bản thân người quen bạn bè đừng ngần ngại gửi email về cho nguyễn nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog hai com không thì mọi người có thể gửi cho nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân đừng lên email nè đừng lên page đừng lên facebook cá nhân đường uh, đừng lên kênh hồ sơ x đừng lên group cả nhà hoa số 13, ba đừng lên tiktok cũng như đường lên donate để ủng hộ cho nguyễn tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi cảm ơn mọi người một lần nữa chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau